Giới thiệu với các bạn cái mẫu bánh 20 nhân 10 trừ 10. Đây. Cái mẫu này làm xe sân gôn thì rất là đẹp nhá. Tim ốc này. Tim ốc mà chéo 10 vuông 7 này. Lỗ tâm 70 này. Đấy, vành này là vành 10 nhá. Có đường kính 1 này, 2 này, 3 này, 4. Đường kính 45 nhé. Đường kính 45. Chiều dày thân lốp là 20 này. Đấy. Cái này phù hợp cho các bạn làm cái xe sân gôn nhé. Hoặc là xe trong xe du lịch. Xe trong bệnh viện là rất hay dùng cái bánh này nhé. Mọi chi tiết đặt hàng thì xin liên hệ qua số điện thoại đang ở trên màn hình nhé. Xin nhắc lại đây là bánh 205 trên 50 trừ 10. Đấy. Tim ốc là 7 x 10 các bạn nhé. Chéo này 10 này. Vuông này 7 này.